Chào anh em ha. Này em test cái máy 16D vừa bộ vừa thiền nữa nè. Thì máy này có băm sung nha. Đó. Đây, em bật qua chế độ băm nè. Đây. Có hai nút dặn là có băm sung nha. Đây. Nút trên là chỉnh tần số, nút dưới chỉnh băm sung nha. Thì em bật băm sung để bắt cá lóc rồi nha anh em. Bật băm sung á cá phi nó hơi lạng nha. Còn anh em muốn bắt cá phi á thì tắt băm sung nha. Đó. Để em gắn cần giờ cái rồi đi thôi. Thì cái mương này hôm bữa em có test quay cho anh em xem á, bây giờ bắt lại quần nữa cho nó hết cá luôn. Đặng hết cá rồi xả nước vô. Mình thấy cái cá nó nổi nha. Hết cá lớn nè, bắt cá nhỏ luôn. Ồ, cá chê nữa nè. Lên đẹp nha. Chơi nè. Chơi vàng không nha. Đèn con đó, cái chơi. Hôm nay cá chê lươn chạch là ok, cá lóc nha. Em bao tất cả các loại luôn. Bật băm sung lên cá nổi đẹp lắm nha nè. Nhưng mà bắt rô phi thì hơi rạn nha. Nhìn thấy cá nổi không? Quá thì cá nhỏ. Rồi,
nổi bèo luôn nha nè, cá trắng nổi bèo luôn. Free. Cool. Bật quan sung của phi tạng. Cool. Cái lóc này nè. Giật giật hết tới chữ giận á, vừa phi nè, vừa phi nha. Cá sắc lát nên để giờ trên mặt nước thôi nha. Đây, cái lóc này. Ui, cái lóc. Giết không được này, giết quá. Đỏ. Vô phi là mất rồi. Cá nổi thì bèo luôn nè. Phi chạy trước
vừa phi. Nên thấy cá nổi vèo luôn không? Được thêm cái lóc nữa. À. Rồi, thôi anh em ha. Tới khúc cuối rồi, cá này. Gán thêm xúc nữa. Rồi.